Mến chào các bạn nha. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái bí quyết để mình luộc rau cho rau nó xanh, giòn, bóng, mượt ha. Và mình để lâu thì nó cũng không có bị thâm đen nữa. Thường thường rau lang thì mình mới luộc thì mình đem xuống thì nó còn cái màu xanh, nhưng mà mình để một hồi thì nó sẽ chuyển qua cái màu đen. Nhưng mà mình có cái mẹo này thì mình luộc rau nó rất là ngọt và cái màu xanh nó giữ được lâu ha. Rồi nếu mà các bạn thích cái món rau luộc này thì cùng làm với mình nha. Đây thì mình có mớ rau lang nè, mình mới vừa hái vô xong. Nhiều đây là khoảng chừng 400 gram ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ rửa nha, đổ vô thau rửa luôn. Rồi nếu mà các bạn kỹ hơn nữa thì mình rửa bằng nước muối ha, để cho nó sạch. Rau trong nhà mình không có xịt thuốc nè, cho nên mình rửa bằng nước thôi. Rửa hai ba nước cho thật là sạch ha, sạch bụi thôi chứ cũng không có sợ thuốc. Rồi thì đây mình rửa xong rồi mình để ráo nước, mà rau này thì nó rất là dễ dập luôn nha. Mình rửa thì mình làm nhẹ tay để cho cái lá nó đừng có dập, thì mình luộc lên thì thấy cái màu nó đẹp, nó không có bị thâm ha. Rồi bây giờ vô mình bắt nước luộc luôn nha. Nước thì mình đã bắt sẵn sôi rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vô đây là nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê đường ha. Mình cho đường và muối thì rau nó sẽ giữ được cái màu xanh nó đẹp nha. Mình luộc rau thì mình để với lửa lớn như nè, cho nước nó sôi thật là sôi luôn. Rồi giờ thì cho rau vô luôn ha. Cái nồi này của mình thì nó hơi nhỏ ha. Các bạn luộc thì mình lựa cái nồi hơi rộng tí, mình đổ nước nhiều lên cho nó ngập cái mặt rau, cho rau đừng có nổi lên nha. Nếu mà rau nó nổi lên khơi thì nó sẽ dễ có bị thâm á. Rồi mình cứ để lửa lớn để cho nước sôi bừng lên. Rau này thì nó cũng rất là nhanh chín luôn, mà mình luộc vừa chín tới thôi thì mình ăn ngon nha. Chứ mà luộc lâu quá thì cái lá này nè nó sẽ bị mềm, nó gục quá thì mình ăn nó dễ ngán lắm. Khi mà nước sôi bừng lên thì mình chở bề lại nha. Mình thử coi cái cọng rau nó mềm chưa, mình thấy chưa có mềm. Khi nào mà mình bóp mình thấy cái cọng rau nó mềm thì mình vớt ra. Nếu mà các bạn thích ăn giòn giòn á thì bây giờ mình lấy ra vậy là được rồi nè. Mình để vô khoảng chừng 2 phút thôi. Ra được, luộc chín quá thì nó sẽ mất ngon, còn giòn giòn vậy chứ mình ăn nó rất là ngon, ít ngán. Mình vớt ra cái gai gì nè, để mình để cho thật là ráo nước luôn rồi mình hả cho vô dĩa. Để đây cho nước nó chảy xuống cho nó ráo ha. Rau lang này thì cái loại rau này thì mình trồng thì cái cọng nó nhiều hơn là cái lá ha.
Rồi thì mình đã luộc xong rồi đây cả nhà. Rau khi mà mình luộc xong thì nó rất là xanh luôn ha, và rất là giòn luôn nè, và cái độ ngọt của nó ha rất là ngọt ha. Rau mà mình hái xuống mình luộc liền thì cái vị ngọt nó sẽ nhiều hơn. Nếu mà các bạn lỡ hái hơi giờ lâu á, mình luộc á thì mình cho thêm một ít đường vậy á, thì cái cọng rau nó giữ được cái màu xanh và cái vị rau nó vẫn ngọt bình thường ha. Rồi thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái cách luộc rau để cho rau xanh giòn ngọt. Nếu mà các bạn thích cái cách làm này thì khi nào các bạn áp dụng nha. Video mình đến đây thì cũng hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.